Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay sẽ làm clip về sơn giở gỗ tiếp nha anh em. Một clip về sơn giở gỗ lên xi măng nha mấy anh. Thì giờ làm chia sẻ chi tiết cho mấy anh nè, làm lên trên tường nè, tường xi măng luôn nè. Đó. Thì đầu tiên mấy anh em nếu mà làm đúng kỹ thuật á là mấy anh phải bả bột nha. Bả bột nha. Bả bột đàng hoàng hết. Đây thì tụi em làm clip ví dụ thôi nên sẽ không có bả bột. Thì sử dụng cái bức tường này làm thôi, làm clip ví dụ cho anh em thôi. Thì không bả bột thì bả bột xong á, mình làm đúng kỹ thuật là mình bả bột xong, mình phải sơn lót kiềm lên, mình sơn lót kiềm hai lớp lên. Thì giờ mình công đoạn bả bột thì anh em tự làm. Công đoạn này thì em chỉ sơn lót kiềm thôi, sơn lót kiềm ha, chống thấm ha, chống thấm chống hút sơn đồ này kia, với lại nó sẽ làm cho màng sơn bền hơn. Có nhiều anh em hỏi á, thì xài bằng sơn gốc nước hết nha mấy anh, cái này là sơn gốc nước, này là lót kiềm. Hiện tại vô lon sơn chậu, sắp tới vô lon sơn giở gỗ riêng. Rồi giờ mình pha mình lót lên đây hai nước cho nó chống hút, rồi tạo bề mặt nó láng xíu, mình sơn nền rồi này kia lên nó dễ, mà mình kéo vân nó dễ. Rồi ok, giờ pha lót kiềm đi, lấy lót kiềm nè mấy anh. Lót kiềm nó màu đục đục nhưng mà khi mà nó sơn xong nó khô lại, nó vẫn trong mà nha mấy anh, nó như bóng vậy đó, mà nó tạo lớp màng nhựa lên bề mặt xi măng. Mình pha 10% nước mấy anh, rồi mình quậy đều lên, lõn ra mình phun lên tường. Đáng lẽ mấy anh phải bả bột á, nhưng mà em làm clip cho mấy anh em tham khảo nên là không có bả bột. Nó chỉ lót kiềm thôi, lót cho dày dày xíu, xíu sơn nền dày dày. Rồi ok, giờ phun lót kiềm nha mấy anh. Làm ví dụ một khúc ở dưới ngang cửa sổ nha mấy anh. Phun hai lớp lót kiềm luôn mấy anh. Xíu nữa làm thêm clip bằng cọ tạo vân nữa mấy anh. Bữa nhỏ nó không biết làm, không có làm được. Nay chắc nhờ Kỳ nó kéo thử ra được. Cũng làm lên tường này luôn. Một cái thì vẽ bằng tay nữa, một cái thì bằng cọ tạo vân. Nhưng mà làm lên tường này chia sẻ kỹ với mấy anh em các bước luôn á. Mấy anh chịu khó coi clip nha mấy anh. Cách làm thì mấy anh chịu khó coi clip, có mấy anh cứ tua tua coi tua tua không rồi. Rồi hỏi em không rồi em trả lời không hết đâu. Mình đừng coi tua mấy anh, chịu khó coi đi. Những quy trình làm mà mình cứ tua tua mình không nhớ đâu mấy anh. Dài dạ, tới đây em là Kỳ. Kỳ Kỳ. Lót kiềm lên để tầm 15-20 phút sau nó khô, mới bắt đầu mình sơn nền lên là được nha mấy anh. Có nhiều anh em hỏi cái kiềm làm cái gì nha anh em. Cái kiềm á là xi măng á, gặp nước lâu ngày á, ví dụ mưa á, lâu ngày á, nó ngấm vô á là nó sinh ra kiềm, bị thấm á nó sinh ra kiềm. Nó sinh ra kiềm thì nó sẽ gây rất là nhiều hiện tượng như là làm màng sơn nó bị móc nè, màng sơn nó bị ố màu nè, rồi màng sơn nó bị, có thể là nặng nhất á là nếu mà gặp mấy sơn giá rẻ tiền á không có chất lượng á là nó có thể gây bong chóc nữa, nên bắt buộc phải lót kiềm. Rồi với lại cái lót kiềm á là nó làm chống thấm cho mình, chống thấm cho mình ha, rồi chống hút sơn. Thì khi mình sơn lên nó đỡ bị hút vô xi măng, nó đỡ bị hao sơn và nó đỡ bị lệch cái màu sơn của sơn nền của mình, nên là bắt buộc mấy anh phải lót kiềm. Nó còn có tính năng nữa, nó giống như một cái lớp băng keo á, nó lớp nhựa đó, nó cách cái xi măng với cái sơn ra, thì để làm cái sơn nó bám dính tốt hơn. Nên cái lót kiềm này trong sơn nước là quan trọng nha, bắt buộc phải xài luôn á. Anh làm mấy đồ ngoài trời muốn bền là phải xài lót kiềm vô nè. Lót kiềm nó cũng rẻ thôi, một ký lót kiềm là có 85.000 ký thôi anh em, sơn cũng nhiều. Nó lót lên tường xong để nó khô, bắt đầu xíu nữa mình nó sẽ hồi cái màu lại ha, nó hồi cái màu xi măng lại như lúc đầu, nó hút hết vô nó hồi lại là bắt đầu mình sẽ pha vàng nền mình sơn. Pha vàng nền sơn xong lấy băng keo giấy đi dán kiểu dạng là râm ri á, giống như ván ốp tường á đó. Đó, làm clip cho anh em tham khảo cách làm thôi, quy trình làm đó. Kiềm nó khô á thì mấy anh pha sơn vàng nền. Vàng nền là sơn nước luôn nha mấy anh. Vàng nền mình lấy màu vàng kem kem này nè, đó vàng nền giở gỗ nè. Lấy màu nó vàng vàng nhạt nhạt thôi. Đừng có vàng tươi quá lên. Lúc kéo vân ra sau này màu nó không có đẹp, phải dầm màu nó mệt lắm. Nó lấy màu vàng vàng cái này là ok rồi. Vàng hột gà ta.
Hai kỳ. Pha sơn nền á mấy anh pha ít nước hơn sơn lót kiềm nha. Anh pha 5% nước nha. Mình pha đó luôn. Đó, pha xíu nước thôi để cho nó đặc đặc xíu sơn nó dễ lắp mà nó không bị chảy. À, nó dễ lắp nữa. Đó, vậy đều lên thôi, rồi mình phun lên, mình phun như lót kiềm thôi ha. Phun hai lớp luôn anh em, làm bền là phải hai lớp hết. Có nhiều anh em hỏi em sơn là sơn gì, sơn nước nha. Không phải sơn xăng thơm đâu. Sơn này đang đóng vô lon chậu kiện đó. Lót kiềm nó khô này mấy anh, nó khô là nó màu xi măng lại ha. Thì ở trên nó sẽ lót kiềm vô thì nó màu xi măng nó khác ở trên thấy không? Nó có màng nhựa, nó sẽ cảm giác nó tươi xi măng hơn. Đó là lớp nhựa, nó chống thấm đó. Rồi, phun đi kìa. Giờ sơn bằng nền lên mấy anh. Sơn bằng nền hai lớp nha anh em. Cái anh làm cái nền cho nó trơn trơn, để xíu nữa kéo vân cho nó dễ. Nó không bị cháy vân. Anh làm mà nó rít quá rồi chứ cái vân nó bị gồ ghề gồ ghề cái vân á, nhìn cái vân nó bị méo 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 kì. Đi qua nước xong xíu nữa đi lại nữa hơi lỏng không kì. Giờ cái sơn nền nó khô mình tạo vân nha anh em. Tạo vân bằng màu cánh gián gốc nước nha mấy anh. Có anh em hỏi vân tạo bằng gì, sơn gốc nước, màu cánh gián gốc nước. Đó, giờ mình pha với nước thôi. Cái này á mình để đặc gì á thì vân nó đậm, mình pha loãng càng loãng thì vân nó càng nhạt, thì tùy màu sắc mình muốn. Rồi mình pha nước nhiều hay ít. Thì ở đây chắc kéo bằng cọ thì cho nó nhạt nhạt xíu. Xíu mình chỉnh lại, mình muốn chỗ nào đậm thì mình chỉnh cho nó đặc lại. Không sao đâu, mình kéo cọ mình đâu có phun đâu. Ít thôi, nhiều quá rồi đó. Cho một miếng đi. Đổ bớt nước đi. Rồi, đeo ra. Đó, pha nước nha anh em, chứ không phải xăng nha. Nước. Nước sạch á. Đầu mình sử dụng cọ hay là vải mùng hay là khăn hay gậy y tế gì đó, tùy anh em. Cái nào tạo vân được, nào tạo. Mình kéo lên đây. Kéo vân thẳng, vân núi, vân non gì tùy anh em. Cái này là em chia sẻ cách làm. Là làm lên tường xi măng. Bụp lên tường nha mấy anh. Mấy anh kéo vân thẳng, vân núi, vân non gì kệ mấy anh nha. Cứ bụp lên tường thôi. Đi 1/3 miếng đó luôn. Đi cong cong một xíu kìa. Ừ, vậy á. Thì nó sẽ có chỗ đậm chỗ lợt đó anh em. Nắng quá. Xíu dầm màu lại hả? Bớt sơ chứ. Dễ vân khác đi. Nó ri hả? Làm bự ra dễ hơn. Ừ, làm bự lên. Xíu mình chỉnh lại. Ờ, kéo thẳng xuống đường xuống dưới luôn kì, kéo thẳng xuống luôn. Ờ đó. Rồi chỉnh lại thôi, ngay cái bìa nè, ngay cái bìa hai tấm gỗ nè.
này kì, đó, ngay cái đó luôn đó. Ừ, cái này luôn. Ờ, đúng rồi. Rồi chỉnh cái góc này lại này kì, chỉnh góc vàng vàng dưới này kì, mấy góc vàng vàng bên này nữa nè, đó, chỉnh lại cho nó ok luôn, đỡ phải dầm màu cũng được. Để khô kìa, để khô đi xíu mình nối vân lại á. Xíu có cái nhà có cò nhỏ không? Xíu nó nối lại cho đậm lên là nó ra. Chứ làm gì nó nhẹ hết. Còn vân khác không? Vẽ tay đẹp hơn chị ơi. Ờ, vẽ to đừng có vẽ sát quá, xíu mình chỉnh lại nó sẽ đều lại. Cái nền nó không bằng anh em, đi cọ nó không có đều sơn mấy anh, phải lấy cái vẩy mùng ha. Cái này mấy anh, vẩy mùng nè, nó sẽ ra cái vân đậm vân nhạt dễ hơn. Nhạt quá là lấy thêm sơn kìa. Thì vân thì mấy anh coi tham khảo mấy clip tạo vân á, coi mấy cái gỗ á, kiếm mấy mặt gỗ mình coi. Còn đây là chia sẻ anh em cách làm nha, cách làm lên tường xi măng làm sao đó. Đáng lẽ mấy anh phải bỏ bột á, nó mới láng, nó láng bề mặt mới làm dễ. Còn cái tường xi măng nó gồ ghề tùm lum á. Này bản này đều màu hơn cái kìa. Rồi giờ cho hai vân đối nhau coi. Thôi được rồi. Xíu khô đi mình chỉnh lại. Một đường đen thôi. Đã hơn. Ừ. Nó bạc bớt. Vẽ mắt lại. Lấy nó vẽ mắt lại, vuốt nhỏ lại vẽ mắt lại cho nó đậm lên xíu kìa.
mắt cây á. Đi là những cái đường vòng tròn á kìa, còn chỗ nào vàng cứ chừa ra. Đúng rồi. Chỗ đó cho đen thùi lụi giữa luôn. Đúng rồi đó. Đó là nói lại thôi. Xíu kéo thẳng lên cái tấm bên tay phải luôn nha. Bên này là kì, bên tay phải á kì, bên cái tay phải của cái đó, đó. Ờ đó, đó đó, chỉnh cái chỗ đó đó, nối vô thẳng cái vân đó luôn, cái vân kéo xuống xíu gạch đó. Đúng rồi, quệt cái vân vô đó luôn, rồi nhìn hợp lý hơn đó, chỉnh lại mấy cái đường vân luôn. Từ từ thôi. Lấy cái màu cánh gián mà lúc đầu mình chưa pha anh em, đi lại cho nó đậm vân lên xíu đó, cho đậm vân lại cho tạo độ tương phản nổi lên thôi, nổi vân lên thôi. Tạo vân xong xuôi hết xíu khô á, tầm 2-3 tiếng cho nó khô hẳn nha anh em, cho nó lớp sơn nước nó khô hẳn thì mình mới phủ bóng 2K lên nha, hoặc là để qua ngày hôm sau mình phủ anh em cho chắc cú, nhiều khi mới làm nền nó dày quá phủ lên nó rợp á nha. Rồi vẽ tiếp đi kìa, xíu nữa chỉnh hết lại tổng thể là xong. Vân gì vậy? Vân xéo à. Này dán bằng keo giấy làm dễ hơn không? Tự chia luôn hả? Làm mẫu mà. Làm lên trên ấy mấy anh dán bằng keo giấy cẩn thận nha mấy anh. Chia cho nó hợp lý vân nha. Này xéo xéo thì xong cái kéo được thẳng xuống hả? Cây cắt ra nó có một khúc nó bị chéo cây. Kì chỉnh cái vân tròn ở trên đầu này kì, ngay góc băng keo kì. Ừ, mấy cái vân đó nó chỉnh cho nó đều luôn. Kéo luôn. Đó, kéo vòng băng keo. Xíu nữa băng keo ra chỉnh lại. Đầu lọt đi rồi, xong rồi đó, cũng đã xong rồi. Ờ, à, nhìn nó giống như cái ấy luôn ha. Giống như tấm gỗ nó có gờ. Đúng rồi, vẽ nhuyễn nhuyễn rồi bự ra, xong xíu nữa mới kéo vô trong á. Cứ vẽ vậy đi, nó lợt xong xíu mình lấy cái đậm á kì. Chỉnh lại. Chỉnh lại theo cái đường vân đó đó. Cái tường nó không được bằng mấy anh. Được rồi, tới đó thôi, trên đấu chút. Bướm Hiếu nó gọi là gì? Chằn hành nè. Chằn cá. Bướm Hiếu nó kêu nhỏ vẽ chằn hành cho nó là sao?
cũng giống vậy thôi gì. Không, lúc đầu mày cứ lấy lỏng đi, mày cho nó đều đi, rồi xíu mày chỉnh cái vân nó lại nó sẽ nổi lên. Nó giờ quẹt vô mấy cái chỗ vàng đó đó, cho nó đều. Nắng lắm anh nè, à, tội nghiệp thằng vẽ vân thiệt chứ. Mười lon bia nha. Sang ha, ngoài mặt ngoài tường đem ốp gỗ, trong nhà thì sơn 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 nước, trong ở ngoài ốp gỗ, ngược đời mà. Xử lý góc ngay cửa sổ kìa. Tường nó xi khó ha, bả bột lên thì dễ làm hơn, trơn hơn. Rồi còn khúc đó mày tính làm cái gì? Ai nhìn ok không? Mấy đường vân cơ bản không có như đó hơn chứ. Dần kỳ nó hết biết tạo vân gì luôn anh em. Múa lửa nắng quá rồi nó múa cho xong rồi. Xíu nữa qua anh kia tạo bằng cọ, tạo bằng giấy gỗ nha nè. Vân này nói chung là mấy anh em tự tạo nha, tự nghiên cứu nha. Thích gỗ nào tạo vân gỗ đó. Hai núi mới sẹo luôn ha, uống mà ghê ha. Lấy màu lỏng kéo giữa mấy cái đường vàng đó, kéo cho lắp hết đường vàng luôn nha kì. Tường gồ ghề quá, khó kéo quá.
Rồi còn khúc quốc đại bưng thẳng thẳng vô xong anh em ơi, chia sẻ cách làm cho anh em thôi nha. Vẽ vân thì mấy anh tự sáng tạo ra. Xong cái này mấy anh để khô hẳn đi, tầm 2-3 tiếng vậy đó. Cái mình phủ 2K là xong. Cái tường này nghi là xài cọ tạo vân gỗ không được rồi. Phải bả bột mới được, phải láng thiệt láng kìa. Kéo mới được chứ có hạt cát trong đó là kéo hư cọ luôn. Rồi nhìn ok luôn rồi, ok. Được rồi. Làm clip tham khảo sơ sơ vậy được. Bên tường này không biết tạo vân bằng cọ tạo vân được không nữa. Đấy có bên kia láng hơn rồi, góc này cần cát không? Nhập pha 2K, bóng 2K phủ lên nha mấy anh. Xài 2K chống ố vàng nha mấy anh. Pha 4 bóng 1 cứng. Tùy 2K, có nhiều loại 2K tỷ lệ khác nhau. Giữ nó xài luôn đi kìa. 4 bóng 1 cứng, 4 phần xăng. Phủ lên cái bề mặt mình dở gỗ á. Rồi giờ phủ bóng 2K là xong cái clip này nha anh em. Phủ bóng 2K lên mấy anh phải tuyệt đối phải để cho lớp sơn nó khô hết nha. Không phủ lên là nó bị sùi nha. Khô cứng á, gần chết á. Còn bữa này xíu là clip số 2 phủ sao. Quy trình của nó là gồm 4 bước anh em. Nếu mà có bả bột thì bả bột trước. Rồi xong rồi lót kìm xong rồi sân nền xong rồi dùng màu cánh dán tàu vân. Màu cánh dán bằng nước luôn, sân nước luôn. Xong rồi phủ bóng 2K là xong, hoàn thiện. Còn về vân veo tay nghề đẹp xấu thì do mấy anh. Mấy anh tập riết nó quen thì làm sẽ đẹp. Còn tụi em làm ở đây là phương pháp, chia sẻ cho anh em biết cách làm, chính xác của cách làm. Mà cho nó đẹp nhất và bền nhất cho mình. Còn đẹp xấu là do mấy anh nha. Đẹp xấu là do mấy anh, này chủ nhà có trả tiền không, do mấy anh đó. Thấy tay chưa kì? Đi 2 bát, 3 bát, 4 bát thì tùy mấy anh nha. Miễn sao thấy bóng căng lên là đẹp là được.